Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh viết tâm thư chia tay Hoàng Anh Gia Lai. Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh viết tâm thư nói lời chia tay với Hoàng Anh Gia Lai sau khi kết thúc hành trình tại V-League 2023. Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh gửi lời tri ân Hoàng Anh Gia Lai khi chia tay đội bóng sau 3 năm gắn bó. Trong thời gian khoác áo đội bóng phố núi, người gác đền sinh năm 1991 luôn là lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên Kiatisuk. Huỳnh Tuấn Linh là trụ cột giúp Hoàng Anh Gia Lai dẫn đầu V-League 2021, nhưng sau đó mùa giải bị hủy vì dịch Covid-19. Ngoài ra, thủ môn này đã cùng Hoàng Anh Gia Lai giành huy chương đồng cúp quốc gia 2022 và tham dự vòng bảng AFC Champions League 2022. Trên trang cá nhân, Huỳnh Tuấn Linh bày tỏ, vậy là hành trình của mình tại Hoàng Anh Gia Lai ngày hôm nay đã chính thức kết thúc. Xin được gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người ở câu lạc bộ đã luôn hỗ trợ, đồng hành và giúp đỡ mình trong suốt 3 năm vừa qua. Cảm ơn vì đã được là một phần lịch sử của đội bóng. Sẽ mãi nhớ những kỷ niệm đẹp nhất tại đây. Chúc cho đội bóng sẽ luôn gặp may mắn và gặt hái thêm được nhiều thành công trong tương lai. Cảm ơn rất nhiều. Ở mùa giải V-League 2023-2024, thủ môn Huỳnh Tuấn Linh được đồn đoán sẽ đầu quân cho Hà Nội Fan Club, câu lạc bộ Công an Hà Nội hoặc Hải Phòng Fan Club. Hoàng Anh Gia Lai cũng chuẩn bị cho tương lai khi trao cơ hội bắt chính cho thủ môn 20 tuổi và sở hữu chiều cao 1m91 là Trần Trung Kiên trong hai trận đấu cuối tại nhóm đua trụ hạng V-League 2023. Tuy nhiên, đội bóng phố núi đã thua với cùng tỷ số 0-1 trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Sông Lam Nghệ An. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.